chú em đâu chưa? Thật nãy kể chuyện này, năm à. 1902 mấy đó à. Chú chưa có mà Chú chưa Bố, có ừ, Bố dạ. chú kể chuyện dạ. Thế một ông chạy dây à. Hang mà kéo ở cái gành đèn này anh nhìn đi à Nhìn cái gành có cái đèn đèn đấy, à. có cái vàng vàng đấy, kéo dạ. đây dạ. Thì mắc cái chạ xuống dạ. Thế dụ hang mà dụ không được Thế ông ấy lặn xuống dạ. À. Ông lặn xuống thì cái, cái miệng chạ đấy cái à. tùm vào cái chùa dạ. À. Thế là đặt là gành chùa Gành chùa ừ. À. Thế còn đây bà này là bà, à. bà này vào cái bờ cát ở à, sau sau này thì có ai ai mà nặng xuống gặp cái chùa ở đây nữa không không từ thời gian nữa là không ông tức là chỉ có mỗi cái ông bà kia mỗi cái này ông gặp ông bà ấy là thấy thôi thế nào ừ. ông ấy đặt tên là gành chùa còn đây là đảo nên là đảo hoan chùa Đây là đảo gành chùa à, gành chùa đúng rồi chùa gành chùa, chùa. gành chùa à, hay quá ha là đảo gành chùa đó Xin chào mọi người, mình là Đoàn Đại Chí. Hiện nay mình đang tiếp tục hành trình khám phá 1.000 hòn đảo Việt Nam nhé các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và chia sẻ với mọi người một trong những cái hòn đảo rất là đặc biệt ngay phía trước mặt mình đây. Đây là đảo Hòn Chùa nhé mọi người nhé. Hòn Chùa hay là đảo Vụng Chùa cũng được. Đảo Vụng Chùa là nằm nằm ở khu vực Hòn Gai của thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh nhé mọi người nhé. Một trong những cái hòn đảo rất là đặc biệt và cũng rất là nổi tiếng với người dân địa phương ở Hạ Long nhưng mà có điều đặc biệt là những du khách mà đến Vịnh Hạ Long thì sẽ không biết được đảo Hòn Chùa vì đảo Hòn Chùa hầu như là nó không nằm trong các cái tour du lịch do các công ty khai thác nên là nếu mọi người có tìm thông tin về đảo Hòn Chùa thì gần như là không biết tức là ý là mọi người nếu muốn du lịch ở Vịnh Hạ Long á mà mình tìm những cái thông tin trước để khám phá để dự định đi tới thì sẽ không thấy được đảo hòn chùa cũng như là đảo vụng chùa nhưng mà thực ra đây là hòn đảo rất là nổi tiếng và đặc biệt là nó lại nằm khá là gần bờ nhé đứng từ trung tâm thành phố hà nông cái khu vực cảng hòn gai á mọi người khu vực vịnh hòn gai á, thì mọi người có thể nhìn thấy đảo hòn chùa cũng như là đảo vụng chùa như là chú út vừa mới chia sẻ với mình lúc đầu mình giới thiệu chú có nói thì là đảo Hòn chùa, dân thì là người ta quen là đảo Hòn chùa nhưng mà nếu mà gọi theo tên chính thống thì là nhiều người gọi là đảo Vũng chùa vì nó nằm khi thủy triều nó xuống thì cái khu vực này nó nằm trong một cái vũng thì người dân là quen ở đây gọi là đảo Vũng chùa cũng hay là Hòn chùa cũng được và sự tích này là do có hai vợ chồng đi đánh bắt cá đi khai thác thủy sải sản và thấy một ngôi chùa nó nổi lên ở ngay phía trước đảo này chú ngay phía trước này nè đó mọi người thấy không ngay phía trước cái đầu cái mũi vũng chùa này chính vì vậy nên là người dân đặt tên đây là hòn đảo vũng chùa cái điều đặc biệt là sau khi cái ngôi chùa nó nổi lên thì là sau này không ai thấy được cái ngôi chùa đấy nữa cái sự linh thiêng của cái ngôi chùa này rất là đặc biệt à, mình trong thời gian rất là nhiều ngày mình đi tìm hiểu cũng như là khám phá các cái đảo ở vịnh hạ long á thì mình có những cái thông tin mà mình ghi nhận thực tế lại với mọi người như vậy là ở Vịnh Hạ Long thì có khoảng 1970 hòn đảo như các bạn nhé Mình xin nhắc lại là 1970 hòn đảo tức là gần 2000 hòn đảo rồi gần 2000 hòn đảo ở đây ấy thì chỉ có rất là ít chỉ khoảng độ vài chục bốn năm chục hòn đảo là có người dân cũng như là có tour du lịch thôi còn nói chung chỉ khoảng độ không đến bốn chục đó chỉ ít hơn nữa là có tour du lịch nhà nước cho phép và các công ty được khai thác du lịch đến đấy còn hầu như là một nghìn mấy trăm hòn đảo ạ à, là không có du lịch và không có thông tin gì hết thậm chí là có khoảng 900 hòn đảo này chưa được đặt tên nhé mọi người nhé chính vì vậy nên là à, những cái ngày mà mình à, tìm hiểu và khám phá những cái đảo ở um, Vịnh Hạ Long thì là hầu hết là đều do người dân địa phương kể lại và chia sẻ mình phải mày mò và hỏi người dân địa phương để biết thêm được về những cái thông tin của hòn đảo chứ nhiều hòn đảo thì là do nhà nước cũng chưa có kịp đặt tên đó. và chỉ có ngư dân ở đấy nhiều ngư dân thì họ cũng nói là đảo không có tên và một số ngư dân thì nói là hòn đảo có tên dựa theo những cái đặc thù riêng của hòn đảo đó, mọi người nhé đảo Vụng chùa này cũng là một trong những cái đảo như vậy À, mọi người có thể nghe chú út nói là thấy được rằng cái hòn đảo này thì là rất là có ý nghĩa đối với lại đời sống người dân à, ngư dân làm nghề đánh bắt cá ở trên khu vực này. ở à, cách đây khoảng một hai năm gì đấy mình thấy à, ở Thái Lan nó cũng có trong cái khu vực Mê Công có cái cái có một cái một phần thôi của cái ngôi chùa mà đã bị chìm khuất từ mấy trăm năm mà nó nổi lên đó mọi người nếu mọi người đọc báo thì sẽ thấy thì mình nghĩ rằng cái ngôi chùa ở Vịnh Hạ Long này cũng có thể là một trong những cái ngôi chùa mà được ngôi chùa cổ hoặc là cái miếu cổ được xây dựng từ lâu sau đó bị sụp xuống lòng biển và vô tình thì người dân gặp. này thì mình đang đi xung quanh đảo Vũng Chùa để ghi lại cũng như là mọi người biết thêm về đảo Vũng Chùa nhé. À, về cấu tạo địa chất thì đảo Vũng Chùa cũng như là hầu hết các đảo khác ở trên Vịnh Hạ Long này được cấu tạo nên bởi hệ thống đá vôi nhé mọi người nhé. <laughs> đá vôi à, vì là đá vôi nên là cái điều kiện sống rất là khó khăn đối với lại con người đá vôi thì rất là khó sống và nếu mọi người có thể để ý mình vừa mới zoom lại thì thấy là các cái chân đảo là không có rất là khó để lại cập cảng đây là những cái du khách mà à, đi du du lịch cũng như là vòng quanh tám hiểu quanh đảo nhưng mà quanh cái, các cái đảo khu vực vịnh hạ long đó mọi người hiện nay thì nhà nước chỉ cho phép cũng khá ít các đảo được khai thác du lịch, tức là được xây dựng hạ tầng như là nhà cửa hay là các cái khách sạn nghỉ ngơi, bãi tắm, quầy ăn uống à, thì là chỉ có một số ít thôi. À, mình chưa thống kê hết nhưng mà chắc khoảng độ vài chục đảo thôi. còn thì một nghìn sáu bảy trăm hòn đảo khác thì là đều không được du lịch. À, trong khi đó thì là người dân địa phương có những cái tàu cá như mình đang đi á và tàu cá như hai cái anh chị vừa xong vừa đi ấy, mọi người thì là mọi người đến cái vùng ven biển ở tỉnh quảng ninh thành phố hạ long thì là gặp tàu cá thì mọi người có thể thỏa thuận và mặc cả để đi riêng thì tự khám phá riêng nhưng mà những cái khám phá như vậy á, thì các cái hòn đảo ở đây thì là sẽ rất là khó có các cái dịch vụ khác và hầu hết những cái đảo ở đây đó là đảo vô danh và không được đặt tên cũng như là không được phép tiếp cận đảo nên là nó hơi khó khăn tuy nhiên thì với mục tiêu là khám phá đủ 1.000 hòn đảo ở Việt Nam á, mình sẽ cố gắng chọn ra những cái hòn đảo có tên hòn đảo đặc biệt và những có những cái câu chuyện rất là lý thú để chia sẻ với mọi người nhé ừ, khu vực này thì mình đang tiếp tục đi xung quanh cái hòn đảo Vũng chùa à, đảo Vũng chùa thì nó cũng có khá nhiều ngư dân đánh bắt hải sản ở đây và phía bên đằng kia thì xíu nữa mình sẽ đi quay lại là phía bên đằng kia đằng tức là đằng sau của đảo là phía giáp với đất liền của đảo vụng chùa thì là nó có một cái 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 cái, cái vụng và nó được bao quanh tuy nhiên thì là nó chỉ bao quanh hai ba mặt thôi đó cái, cái phía vụng đằng này mọi người nhá đó cái phía vụng đằng kia kìa đi qua cái mỏm kia thì là phía mặt trong của của cái hòn vụng chùa này á, là có một cái hõm lại và ngư dân á, thì người ta thường đậu tàu đó tuy nhiên thì à, chú nói rằng là mùa này á, là mùa sóng êm nên là những cái tàu cá của ngư dân á, là cái mùa đi đánh bắt hải sản á, nên là đa phần là họ đi hết rồi nên là buổi sáng mình ra là các cái tàu họ không có neo đậu ấy. chứ còn nếu mà đến mùa sóng gió từ tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 á mùa mùa bão á mọi người thì cái khu vực đảo Vũng Chùa này là rất là nhiều tàu khi hàng trăm cái tàu người ta neo lại sát, sát 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 sát, sát nhau không à để tránh mưa tránh bão tránh gió vì cái này là được được đến hai phần hai hai phần là do À, núi đá nó bao quanh và một phần là lại giáp phía đất liền nữa nên là rất là thuận lợi tuy nhiên thì cái mùa này thì là um, các cái tàu về là mùa rất là đẹp sóng êm biển nặng á Từ tháng 3 mà tháng 3 bà già đi biển được nên là ngư dân người ta tranh thủ những cái tháng sóng êm biển nặng này người ta đi đánh bắt cá và không có những cái ghe tàu nào ở bờ đâu họ đánh bắt cá xong họ vào bờ họ bán rồi họ mang lương thực đi rồi họ lại đi tiếp nào đây là phía trước của đảo Vũng chùa nhé mọi người nhé À, chú út nói thì trong cái thời gian mấy chục năm gần đây ấy, thì cũng có nhiều người đi tìm kiếm cái ngôi chùa bị chìm khuất dưới đáy biển này nhưng mà chưa ai tìm được kể cả là người ta đi ban đêm cũng như đi ban ngày và kể cả thợ nặn thì cũng không có tìm kiếm được thì trong cái hành trình khám phá một ngàn hòn đảo, đảo Việt Nam của mình ấy, thì mình nghĩ đây là một cái câu chuyện nửa hư nửa thực có thể cũng có thật và cũng có thể là không có thật nhưng mình cũng không biết là làm sao nữa nếu mà à, mọi người bà con cô bác quý anh chị mà mọi người coi cái video này và mọi người từng đến đây hoặc là từng biết về cái đảo vụng chùa này thì mọi người có thể chia sẻ thêm cho mình biết rằng sau cái vợ chồng Ngư dân đó thì không biết là đã có ai nhìn thấy được cái ngôi chùa đặc biệt này không cái ngôi chùa mà chìm khuất dưới đáy biển này không nhé à, vì là mình thực sự là không có điều kiện cũng như là không có cái 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 những cái hạ tầng cũng như là những cái điều để mình có thể nặn xuống cái khu vực này để tìm cái ngôi chùa dưới đáy biển này dù là chú chú kể là phía trước cái mỏm này, cái mỏm phía 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 đằng kia cơ ở lại đây cái mỏm phía đằng này này bên tay phải mình chắc chắc cho một xíu là cái mỏm đó là chính là nơi mà ngày xưa đôi vợ chồng kia nhìn thấy ngôi chùa nhá nhìn thấy ban đêm với mọi người một trong những cái câu chuyện cũng cũng khá là linh thiêng và cũng có thể là có thật nhé à, không chỉ riêng cái khu vực hòn đảo vụng chùa này đâu mà ở Hạ Long hay tỉnh Quảng Ninh thì là có rất là nhiều những cái ngôi chùa linh thiêng gắn với lại những cái câu chuyện mà vừa hư vừa thực ở đây cái hòn đảo vụng chùa cũng như là cái ngôi chùa mà chỉ xuất hiện một lần và chìm dưới đáy biển này cũng là một trong những cái ngôi chùa mà rất đặc biệt ở Quảng Ninh nhé Nếu mọi người có dịp mà đến Hạ Long cũng như là đến tỉnh Quảng Ninh thì à, mọi người có thể dành chút thời gian để khám phá cái đảo vụng chùa cũng như là tìm kiếm cái ngôi chùa này À, cái đảo Vụng chùa này thì nó cũng khá gần bờ đó mọi người nếu mà cách bờ chỉ khoảng ba bốn cây thôi và nếu mà đi xung quanh đảo này á, thì cũng chỉ mất khoảng độ 30 phút thôi nhưng mình nói thêm rằng là chỉ có những người mà sống đâu năm ở đây cũng như là những người mà à, am hiểu về cái vùng đất cũng như là các cái hòn đảo ở quanh vịnh hạ long này thì mới biết được cái đảo Vụng chùa cũng như là À, biết được những cái câu chuyện và biết được cái vị trí chính xác mà ngôi chùa nó từng xuất hiện nhé sau đó thì nó chìm dưới đáy biển còn thì đa phần là những cái người nơi khác thì không biết và nếu à, mọi người có thể tìm kiếm trên mạng cũng như là trên các cái trang báo á, thì sẽ không có bất cứ thông tin gì về ngôi chùa cũng như là hòn đảo vùng chùa này đâu nhé mọi người nhé đó chính là vùng biển này đây một vùng biển rất là nạ Hôm nay mình đến thì trời cũng à, không có nắng và cũng biển cũng không có được đẹp nhưng mà mình sẽ quay dưới này để mọi người thấy thêm là ngày xưa chính khu vực này là nơi mà người ta nhìn thấy ngôi chùa nổi lên và sau đó thì chìm xuống một cái câu chuyện mà nghe thì có vẻ là hơi vô lý nhưng mà hầu hết người dân ở Vịnh Hạ Long cũng như là Quảng Ninh người ta đều biết về ngôi chùa đó nhé mọi người nhé mình thì rất không may là cũng không được nhìn thấy nhưng mà mình sẽ chia sẻ thêm bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi thêm một vòng quanh khu vực đảo Vụng Chùa này để mọi người biết thêm nhé cũng như là nhiều hòn đảo khác dù là không có người dân ở và cũng không có hạ tầng cơ sở gì không có nơi để cập vào tức là không có cái bến để cho ghe thuyền cập vào nhưng mà đảo Vụng Chùa thì cũng có khá là nhiều các cái tàu bè của ngư dân và các cái thuyền du lịch người ta đi qua À, trên Vịnh Hạ Long á, thì mọi người có đến đây rồi thì biết á, có rất là nhiều các cái tour du lịch của những cái tàu như là tàu Cano hay là những cái tàu lớn lắm là của các cái hãng nữ hành du lịch á. người ta bán những cái tour có thể đến 1 triệu 2 triệu 3 triệu hay là chục triệu gì đấy là đi vòng quanh các đảo ở Vịnh Hạ Long á. thì hiện nay thì mình à, nói chung thì mình không có tiền đâu mọi người mình đi khám phá đảo này là đam mê là chính thôi mình không có tiền để đi những cái tour đắt tiền đó nên là mình à, cố gắng là tìm những cái người dân những người dân ở Vịnh Hạ Long này có ghe những cái ghe nhỏ, nhỏ đó để mình đi và khám phá cũng như là mình sẽ được nghe những cái câu chuyện về Vịnh Hạ Long và những cái hòn đảo về Vịnh Hạ Long để mình chia sẻ với mọi người chứ nếu đi những cái tour đắt tiền kia thì có thể nó sẽ sang trọng và nó, um, à, nó sang trọng và nó được thoải mái hơn nhưng mà lại không không được nghe những cái câu chuyện như vậy vì hầu hết những cái người mà làm việc ở trên các cái tàu cũng như là hướng dẫn viên du lịch ấy, thì họ chỉ là nhân viên của công ty thôi có thể họ là nơi khác họ đến và thường là những người trẻ và họ chỉ được phép nói về những cái gì mà công ty người ta cho phép có lợi cho các cái hãng nữa hành thôi chứ người ta không đa phần là họ không kể những cái câu chuyện nằm ngoài các cái chương trình được còn mình thì mình cũng một phần là may mắn một phần là cái đam mê và mình sẽ cố gắng đi gặp những cái người dân đặc biệt là những người dân lâu năm từng có nhiều năm sinh sống ở đây để mọi người người ta chia sẻ thêm về những cái điều đặc biệt khác mà trên những cái kênh thông tin khác sẽ không thể có được nhé và đấy chính là những cái điều mà mình nghĩ rằng những điều mà cũng mới mẻ dù nó cũng không phải là quá là đặc biệt nhưng mà nó mới mẻ và ít người biết được để mình có thể chia sẻ thêm với mọi người về những cái hòn đảo đặc biệt cũng như là những cái hòn đảo mà ít người đặt chân đến được nhé à, đảo Vụng chùa cũng như là hay là còn gọi là đảo hòn chùa chính là một trong những cái hòn đảo như vậy ừ, một trong những cái hòn đảo mà ít người biết và ít người đặt chân đến cũng như là à, rất hiếm các cái thông tin ở nơi khác có được à, mình thực sự là mình cảm thấy may mắn khi mà mình đi đò cùng với chú út chú út là người sinh ra và lớn lên và có hơn 60 năm À, sinh sống ở cái khu vực biển hòn gai này nên là chú ý thuộc à, các cái đảo cũng như là những cái điều à, đặc biệt ở trên những cái hòn đảo ở Vịnh Hạ Long này gọi là như lòng bàn tay luôn đó mọi người nhé à, mình sẽ quay xung quanh cái đảo vụng chùa một xíu nữa à, sau này thì khi mà mình về mình xem lại bản đồ thì mình thấy nhìn từ trên cao xuống thì thấy cái đảo vụng chùa nó hình như là một mái chùa nhé Nó tẽ ra bốn hướng không biết có phải như vậy không mà người xưa đặt tên là đảo Vụng chùa và không ai biết là cái đảo Vụng chùa hay là cái đảo Hòn chùa này nó có đặt tên từ khi nào và chỉ biết là đến bây giờ là người ta gọi như vậy thôi như chú út nói thì từ năm 69 đó, là người ta đã phát hiện ra cái ngôi chùa ở cái hòn đảo này còn thì các cái tài liệu chính thống thì không ai nói nhé mọi người nhé à, mình xin chia sẻ thêm là ở Vinh Hạ Long này thì là các đảo thì là không được bay phần hay cam nhé nay thì có radar nó áp chế à, mình có đi À, một số các đảo ở Vịnh Hạ Long và mình à, thử bay phần ai cam thì đều không được nhé mọi người nhé bay phần ai cam mà hiện nay thì không chỉ không chỉ có ở Vịnh Hạ Long đâu mà hầu hết các cái đảo khác thì nhà nước đều cấm bay phần ai cam cấm bay thì đơn giản là nhà nước sử dụng các cái hệ thống radar á, để áp chế và cờ này phần ai cam thì không bay lên được quá 5 mét đâu mọi người ơi à, mình đã thử khá nhiều lần và người dân địa phương ở đây cũng nói là có radar nó áp chế và không được bay quá 5m thì cái này mình nghĩ là cũng uh, hoàn toàn đúng thôi. Hiện nay thì là phần ai cam cũng như là các cái thiết bị bay á thì là nó quá là phổ biến, đặc biệt là uh, có nhiều mục đích khác nhau có thể là các cái mục đích mà không tốt đối với lại biên giới và lãnh thổ Việt Nam mình, đặc biệt là đối với khu vực vịnh Hạ Long và các cái đảo khác ở khu vực vịnh Bắc Bộ này thì nó gần với lại một số nước khác. Chính vì vậy nên là uh, cái cái việc mà các phần aica mà các cái uh, nơi khác mà nó bay đến nó do thám cũng như là nó, nó nó quan sát các cái đảo của mình thì rất dễ dàng chính vì vậy nên nhà nhà nước áp các cái um, thiết bị bay lại và nó không bay được thì mình nghĩ cái đấy là cũng hoàn toàn chính xác thôi à, mình sẽ không có thể bay được và không gửi đến mọi người những cái thước phim đẹp được nhưng mà mình sẽ cố gắng đi xung quanh đảo quay xung quanh đảo cũng như là tìm hiểu thêm về những cái điều đặc biệt quanh các cái hòn đảo Vịnh Hạ Long để chia sẻ với mọi người để mọi người cũng mình chia sẻ thêm để mọi người thông cảm ấy. thì là trước đây thì năm bảy năm trước thì nó vẫn bay phần ai cam được nhưng mà gần đây rồi thì ngày càng khó bay và hầu như là không bay được phần ai cam nữa nhé đây thì các cái đảo ở đây là ra đa nó áp chế hết rồi mình nghĩ cái việc này là rất là có ích và mang đến nhiều tiện ích và chủ yếu là đảo hay là gì thôi thì cũng phải là bảo vệ chủ quyền cũng như là cái cuộc sống ở ven đảo cũng như là mặt nước của người dân là cái điều đầu tiên chính vì vậy không để cái những cái thiết bị bay ở cái nước khác hoặc là những cái người mà có ý đồ khác họ bay á thì cái việc đó là áp chế là đúng thôi Còn cái khu vực này là nó hơi xa xa cái hòn đảo vụn Chùa nhá nó nằm ở phía phía bên ngoài của đảo Vũng Chùa phía bên trong của đảo Vũng Chùa là mình mới đi rồi đó mọi người còn bên này phía bên ngoài phía bên ngoài thì mọi người có thể nhìn thấy thì rất là đông tàu gồm có nhiều tàu cá mọi người thấy không nhiều tàu cá và nhiều tàu du lịch như mình nói thì là mùa mưa báo ở phía góc đằng sau đằng trong kia bên phía bên kia của đảo Vũng Chùa thì mới có nhiều tàu neo đậu còn mùa này thì là biển nó êm thì ngư dân người ta tiện đâu người ta neo đậu đấy chứ cũng không cần phải vào phía đằng sau làm gì ở đây là phía mặt ngoài của đảo Vụ Chùa nhé mọi người nhé và phía mặt ngoài thì à, tàu bè cũng neo đậu khá là thoải mái được và cũng rất là nhiều các cái tàu ở trên Vịnh Hạ Long đây là những cái tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long mình quay thêm để mọi người biết thêm nhé hiện nay thì du lịch ở trên Vịnh Hạ Long đã đang trải qua cái giai đoạn khá khó khăn nhiều chủ tàu ở trên này cũng viết đơn xin kêu cứu vì cái lượng hành khách ít á À, một phần do dịch một phần do khách Trung Quốc họ đến cũng ít và một phần do là nghỉ lâu năm mấy năm cũng dịch á nên là cái nhu cầu đi du lịch rồi kinh tế cũng khó khăn nên là rất là nhiều chủ tàu cá ở đây là à, nhiều chủ tàu du lịch ở đây là gặp khó khăn đây là những cái tàu du lịch mà nằm phía xa, xa ở đảo Vũng Chùa nhé mọi người nếu các bạn có theo dõi hành trình khám phá một ngàn hòn đảo ở Việt Nam của mình thì mọi người nay chia sẻ ủng hộ du mình để mình tiếp tục có thêm động lực khám phá những cái hòn đảo khác mới lạ đặc biệt hơn hiện nay thì mình vẫn đang tiếp tục hành trình khám phá những cái hòn đảo ở vịnh hạ long nha đây thì có rất là nhiều đảo mình sẽ chọn ra những cái hòn đảo đặc biệt để khám phá như mình vừa mới giới thiệu đây là có gần hai ngàn hòn đảo nếu mà mình đi khám phá thì có thể một ngày là hết đủ một ngàn hòn đảo nhưng mà mình sẽ không như vậy mình sẽ cố gắng khám phá những cái hòn đảo đặc biệt thôi mọi người chỉ những cái hòn đảo gì mà mình thấy nó đặc biệt gắn liền với lại cuộc sống cũng như là được nhiều người biết đến và có ý nghĩa thì mình sẽ giới thiệu để mọi người biết cũng như là chia sẻ để nếu mà ai có cơ hội thì có thể đến đảo Vụng Chùa này nhé. Một trong những cái hòn đảo mà phải nói rằng à, bản thân mình khi chưa đặt chân đến Vịnh Hạ Long thì mình không biết cái đảo Vụng Chùa này vì là tìm trên thông tin trên mạng cũng như là sách báo thì nó không có cái đảo Vụng Chùa này. Google nó hiện lên thì không có cái đảo Vụng Chùa này đâu mọi người nhé. Nhưng mà khi mình đi tới Vịnh Hạ Long này và may mắn gặp chú chú kể cho cũng như là chú vừa mới chở mình xung quanh đảo Vụng Chùa thì mình mới thấy được là đúng là có những cái hòn đảo mà rất đặc biệt và chỉ có người dân địa phương mới biết được và cũng như là mình phải đến tận nơi thì mới biết được. chứ nếu mà chỉ có nghe kể cũng như là đọc sách báo thì mọi người không biết được. trong những cái tour du lịch hay những cái trang du lịch các mọi người hay khám phá đảo Vịnh Hạ Long chẳng hạn thì người ta chỉ liệt kê độ một hai chục hòn đảo thôi trong gần hai ngàn hòn đảo nhưng mà họ chỉ liệt kê mười mấy hai chục hòn đảo thôi toàn những những cái đảo quen thuộc đấy là những cái đảo mà các cái công ty du lịch ấy, người ta xây dựng nên các cái khu du lịch khu vui chơi khu giải trí và người ta bán vé tham quan người ta kinh doanh ấy, thì người ta mới thống kê trên mạng thôi còn những cái hòn đảo khác như mọi người biết đấy cái đảo hòn chùa này mình thấy là một cái hòn đảo cũng rất đặc biệt là khá lý thú gắn với lại những cái câu chuyện mà đúng là của người dân ở khu vực Hòn Gai Hạ Long này nhưng mà tìm khắp cõi mạng thì không bao giờ thấy được đó chính vì cái điều nó rất đặc biệt như vậy mọi người